Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng với kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất và nóng đã diễn ra trong 24 giờ qua ở video sau. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị khán giả, Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi tổng hợp của bão Nisa và gió mùa đông bắc. Trời mưa dữ dội, ở nhiều khu vực xảy ra lở đất, đã có báo cáo lở đất trên nhiều tuyến đường ở Jiangmingshan, thành phố Đài Bắc và các con đường bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Văn phòng Quản lý Công viên Quốc gia Jiangmingshan thông báo hôm nay rằng họ sẽ đóng cửa khu bảo tồn sinh thái và khu tắm suối nước nóng công cộng Lang Shunkang trong công viên. Một số người đã chụp ảnh tình trạng thảm khốc của con đường ở Jiangmingshan, con đường gần hồ Shuji, gần như bị nhấn chìm bởi lở đất với bùn và đá màu vàng dọc theo đường đi. Đường cao tốc Yangjin và đường Yongxing cũng không thể đi qua được do lở núi. Các khu vực hiện đang bị đóng cửa bao gồm đoạn từ Lang Shunkang đến hồ Yonghu trên đường Yongju và đoạn từ bãi đậu xe Dream Lake đến khu tắm suối nước nóng Lang Shunkang trên đường mòn dành riêng cho người đi bộ quanh núi Kixing. Nhiều con đường ở vùng núi Jiangming ngập trong bùn và đá, người dân không nên lên núi để tránh nguy hiểm. Văn phòng Quản lý Công viên Quốc gia Jiangmingshan cho biết, theo thống kê của Cục Khí tượng, lượng mưa tích lũy của trạm Qingtangang trong 24 giờ đã vượt quá 600mm, đã đạt đến mức mưa siêu xối xả, bao gồm cả khu bảo vệ sinh thái trong công viên, sạt lở đất và các thảm họa khác tại các con đường xung quanh như khu tắm suối nước nóng công cộng Lang Shunkang và nó sẽ bị đóng cửa vì đã được cảnh báo sớm do lượng mưa tích lũy trong 24 giờ là 400mm. Vui lòng tạm thời không lên núi để tránh nguy hiểm. Cũng vào lúc 6 giờ chiều qua, sườn đồi phía sau những ngôi nhà trên phố Nhanan khi lung bất ngờ đổ sập, dòng bùn thi nhau đổ về khiến nhiều ngôi nhà của người dân ngập tràn bùn vàng, nền nhà lấm lem bùn đất, đồ đạc lỉnh kỉnh trong nhà bị vùi lấp hoàn toàn. Người dân cho biết nghe tiếng va đập, ông ra kiểm tra thì thấy đất đá rơi vãi nên sợ hãi bỏ chạy. Do nơi đây gần với khu vực đồi núi nên rất dễ xảy ra lũ lụt, sạt lở núi khi gặp mưa lớn. Đây là lần thứ 3 ngập đến tầng 2. Khai Chun Tang, người đứng đầu huyện Nan Nan cho biết 3 hộ gia đình ở ngõ 281 đường Nan Nan bị thiệt hại nặng nề. Trong đó có một hộ là đàn ông sống một mình và đã đến nhà người thân và bạn bè sơ tán. Một gia đình có 2 mẹ con được tạm trú trong một khách sạn với sự hỗ trợ của văn phòng huyện. Theo thống kê của văn phòng, có tổng cộng 10 hộ gia đình với khoảng 20 người đã được sơ tán. Ngõ 281 phố Nan Nan có 6 hộ gia đình khác nằm trong khu vực cảnh báo đỏ của sạt lở đất và buộc phải sơ tán. Tất cả 16 hộ gia đình được đưa vào nhà người thân hoặc nhà hàng. Tại thị trấn Đại Đồng, huyện Nghi Lan, 303 người trong biệt thự Minh Chi bị mắc kẹt do nhiều điểm sạt lở trên đường số 7 Đài Loan. Trong những người bị mắc kẹt đó có bệnh nhân ung thư đang trong cơn nguy cấp cần thuốc gấp. Thị trưởng hạt Jilan Lin Jimiao cũng đề cập trên Facebook rằng các loại thuốc cứu người cần thiết cho những người bị mắc kẹt cũng đã được chuyển đến. Bão Nisat mang theo mưa lớn và tuyến số 7 của Đài Loan bị sập nghiêm trọng. Chính quyền huyện Jilan ban đầu dự kiến chuyển hàng tiếp tế bằng đường hàng không vào sáng nay. Do thời tiết xấu, các nhân viên cứu trợ đã vận chuyển hàng tiếp tế bằng bộ đến Wing Chin Villa. 26 nhân viên cứu trợ đã đến lúc 11 giờ sáng từ tuyến số 7 Đài Loan bị gián đoạn, kéo dài 84 km đi lên núi và nó đi đến điểm 79 km lúc 3 giờ chiều. Theo ước tính, sẽ mất thêm 20 km đi bộ trước khi đến biệt thự Minh Chi. Qua cảnh quay tại hiện trường cho thấy, nền đường nhiều nơi bị sạt lở do mưa xối xả mấy ngày qua, thậm chí xuất hiện những thác nước nhỏ nên rất khó ước tính thời gian đến nơi. Ban đầu, Tổng cục đường cao tốc dự kiến khoảng 5 giờ chiều nay, đoạn 84 km đến Minh Chi Shangjiang của tuyến số 7 Đài Loan sẽ được chạy qua gấp rút, khoảng 60-90m rất khó sửa chữa khẩn cấp và nó sẽ bị trì hoãn cho đến cuối tháng. Thưa quý vị, văn phòng trụ sở chính của công tác cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt tỉnh Chiết Giang thông báo vào ngày hôm nay rằng vào lúc 15 giờ ngày hôm qua, mực nước của hồ chứa Tân An đã giảm xuống 105,02m. Theo các quy định liên quan, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn chế tỉnh vào lúc 8 giờ ngày hôm nay báo động mực nước cao của hồ chứa Tân An Cương được dỡ bỏ.
Từ đầu tháng đến nay, 4 đợt mưa lớn tiếp tục đổ bộ vào Chiết Giang và lúc 10 giờ ngày hôm nay, mực nước của hồ chứa Tân An Giang đã vượt qua giới hạn lũ lụt. Hồ chứa Tân An Giang là hồ chứa lớn nhất ở miền Đông Trung Quốc, được xây dựng vào năm 1959 và là dự án kiểm soát quan trọng nhất ở thượng nguồn sông Tiền Đường. Tính đến tối ngày mai, mực nước hồ Tân An Cương đạt 107,18m, vượt lũ 0,68m. Tính đến mức độ an toàn kiểm soát lũ tổng thể của lưu lượng sông Tiền Đường, Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và Hạn hán tỉnh Chiết Giang đã quyết định thực hiện xả lũ trên hồ chứa sông Tân An vào lúc 9 giờ 30 ngày mai. Cuối cùng, 3 lỗ trên cửa xả lũ, 9 lỗ đã được mở để xả lũ. Đến 17 giờ ngày kia, các cửa xả lũ của hồ chứa Tân An Cương đều được đóng và ngừng xả lũ. Hiện tỉnh Chiết Giang đang trong mùa lũ. Trụ sở Phòng chống lụt bão và Cứu trợ Hạn hán tỉnh Chiết Giang yêu cầu thành phố Hàng Châu tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát lũ lụt và công tác an ninh theo quy định có liên quan. Từ hôm qua, Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử bước vào đợt mưa lớn thứ 3 và lúc 10 giờ sáng hôm qua, Đài quan sát khí tượng Trung ương đã đưa ra cảnh báo màu xanh lam cho mưa lớn. Trong khi một số khu vực ở Giang Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy và các tỉnh khác đưa ra cảnh báo màu cam và thậm chí cả cảnh báo màu đỏ. Để đối phó với đợt mưa này, Li Xiaoquan, chuyên gia khí tượng trưởng của mạng lưới thời tiết Trung Quốc và cựu giám đốc Đài quan sát khí tượng Trung ương cho biết trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên tờ Bưu điện buổi sáng hôm qua rằng đợt mưa lớn thứ 3 mạnh hơn một chút so với thứ 2 và kéo dài hơn một chút. Lượng mưa lớn sớm hơn các năm trước và lượng mưa cũng ở mức cao. Kể từ đầu tháng này, miền Nam của đất nước tôi đã phải hứng chịu hai trận mưa lớn liên tiếp và lũ lụt nghiêm trọng, lở đất, lở đá và các thảm họa khác đã xảy ra ở một số khu vực. Tính đến 10 giờ ngày hôm qua, 105 người đã thiệt mạng và 63 người mất tích trong hai thảm họa. Trong tháng trước, vùng Trung Lưu và Hạ Lưu sông Dương Tử đã trải qua hai đợt mưa lớn. Theo dự báo của Đài Khí tượng Trung ương, đợt mưa đợt 3 trong tuần này và kéo dài trong 3 ngày. Đợt mưa lớn thứ 3 nhìn chung tương tự như đợt mưa lớn thứ 2, nhưng cường độ đã tăng lên và thời gian sẽ kéo dài hơn một chút. Đài quan sát khí tượng Trung ương đưa ra cảnh báo mưa bão, cho biết trong 24 giờ tới dự báo sẽ có mưa ở Đông Nam Trùng Khánh, Đông Bắc Quý Châu, Nam Hồ Bắc, Bắc Hồ Nam, Nam An Huy, miền Trung và Bắc Giang Tây, miền Trung và Tây Chiết Giang và Bắc Phúc Kiến. Có mưa lớn ở các khu vực của Trung Quốc, Đông Nam Trùng Khánh, Bắc Hồ Nam, Đông Nam Hồ Bắc, Bắc Giang Tây, Nam An Huy và Tây Chiết Giang. Các sông vừa và nhỏ có nguy cơ ngập lụt. Li Xiaoquan giải thích rằng đợt mưa lớn này chủ yếu là do sự giao nhau giữa không khí ấm và ẩm từ phía Tây Nam và không khí lạnh từ phía Bắc. Khi có đủ hơi nước, lượng mưa tăng lên, tháng này là mùa mưa và tình hình hiện tại phù hợp với toàn bộ môi trường khí hậu và hoàn lưu khí quyển cũng nằm trong phạm vi bình thường. Li Xiaoquan nhắc nhở rằng trận mưa lần này đe dọa nhất là nó sẽ gây ra các thảm họa địa chất như lũ lụt và lở đất, đặc biệt là phải cẩn thận với các sông và hồ chứa vừa và nhỏ. Một lần nữa, đợt mưa này các sông vừa và nhỏ sẽ không chịu được, dễ xảy ra lũ lụt gây tai biến địa chất. Hiện các sông hồ chứa vừa và nhỏ ở một số khu vực Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử đã tiến gần hoặc vượt mực nước cảnh báo. Mặc dù là mùa mưa ở phía nam sông Dương Tử, Li Xiaoquan phân tích rằng lượng mưa lớn năm nay vẫn sớm hơn những năm trước và lượng mưa ở một số khu vực nhiều hơn những năm trước. Theo dữ liệu được tiết lộ bởi Sun Jun, trưởng dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung ương, trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, lượng mưa ở hầu hết các khu vực Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử đã lên tới 25-100mm, ở Giang Tây đã tăng 54% so với cùng kỳ năm trước, tăng 47%. Tuy nhiên, 4 tỉnh thành phố ở thượng nguồn sông Dương Tử là Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Vân Nam và Thanh Hải có lượng mưa ít hơn so với cùng kỳ năm trước, ngoại trừ Thanh Hải, 3 tỉnh thành còn lại cũng ít hơn khoảng thời gian trong năm. Mặc dù lượng mưa ở các tỉnh riêng lẻ cao hơn tới 50%, Li Xiaoquan tin rằng lượng mưa hiện tại vẫn nằm trong mức bình thường. Về việc liệu có một đợt mưa mới ở lưu vực sông Dương Tử sau trận mưa này hay không, các chuyên gia cho rằng vẫn rất khó để phán đoán. Vành đai mưa sẽ di chuyển lên phía Bắc nhưng nó rất bình thường. Quý vị thân mến, theo thông tin do Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc công bố vừa qua, trong 3 quý đầu năm 2022, có tổng cộng 107 triệu người bị ảnh hưởng bởi các thảm họa thiên nhiên khác nhau ở Trung Quốc và 525 người chết và mất tích do thiên tai. Mới đây, Bộ Quản lý Khẩn cấp cùng với các cơ quan ban ngành liên quan đã tiến hành lấy ý kiến và phân tích về tình hình thiên tai cả nước trong 3 quý đầu năm 2022. Trong 3 quý đầu năm, thiên tai của Trung Quốc chủ yếu là lũ lụt, hạn hán, gió và mưa đá, động đất, sóng thần và các thảm họa địa chất khác.
chuyển đi tái định cư là 3,4 triệu người do bị sập nhà, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 11.617.000 ha, thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 209,59 tỷ nhân dân tệ. So với bình quân cùng kỳ 5 năm qua, số nạn nhân thiên tai giảm 10%, số người chết và mất tích giảm 30%, số nhà sập giảm 71% và thiệt hại trực tiếp về kinh tế giảm xuống 29%. Trong 3 quý đầu năm, đặc điểm phân bố theo không gian và thời gian của thiên tai ở Trung Quốc là rõ ràng. Thiệt hại do thiên tai ở khu vực phía Nam rõ ràng là rất nặng nề. Thiệt hại kinh tế trực tiếp do thiên tai chiếm tới 74%. Xét về số người chết và mất tích do thiên tai, khu vực miền Tây đông hơn. Về số người bị thiên tai, diện tích hoa màu bị ảnh hưởng và thiệt hại trực tiếp về kinh tế, miền Trung bị thiệt hại nặng nề. Trong 3 quý đầu năm, có tổng cộng 43 trận mưa lớn xảy ra ở Trung Quốc và lượng mưa trên toàn quốc là 529mm, thấp hơn 6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng cộng có 612 con sông ở 28 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Giang Tây và Liêu Ninh, đã xảy ra lũ lụt vượt mức cảnh báo. Lượng mưa lớn ở một số khu vực đã gây ra lũ lụt và lốc xoáy núi cục bộ xảy ra thường xuyên. Mùa trước, lũ ở Nam Trung Quốc đã liên tiếp trải qua 9 trận mưa lớn trong khu vực. Lượng mưa ở khu vực sông Châu Giang cao nhất kể từ năm 1961 trong cùng thời kỳ và lũ lụt lớn đã xảy ra trong lưu vực và sông Bắc Giang đã trải qua lũ lụt nghiêm trọng. Kể từ mùa hè, dưới ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới mạnh và hiện tượng La Nina, quá trình nhiệt độ cao mạnh nhất kể từ năm 1961 đã xảy ra ở khu vực miền Trung và miền Đông, dẫn đến các thảm họa hạn hán tương đối nghiêm trọng. Tại lưu vực sông Dương Tử, một đợt hạn hán nghiêm trọng vào mùa thu và ảnh hưởng trên phạm vi rộng và gây thiệt hại nặng nề. Vào đỉnh điểm của đợt hạn hán vào tháng 8, có tổng cộng 4,49 triệu người cần hỗ trợ cuộc sống do hạn hán và diện tích hoa màu bị ảnh hưởng 4.284.000 ha. Hiện tại, hạn hán ở Hồ Nam, Giang Tây, Hồ Bắc và các nơi khác ở Trung và hạ lưu sông Dương Tử vẫn đang tiếp tục. So với bình quân cùng kỳ 5 năm qua, số người bị ảnh hưởng bởi thiên tai hạn hán tăng 56%, số người cần hỗ trợ đời sống do hạn hán tăng 62% và thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 72%. Trong 3 quý đầu năm, có tổng cộng 78 trận động đất từ 4 độ Richter trở lên xảy ra ở Trung Quốc đại lục và số trận động đất từ 5 độ Richter trở lên tăng so với mức trung bình của cùng kỳ các năm trước. Có tổng cộng 18 cơn bão đã xuất hiện ở Tây Bắc, Thái Bình Dương và Biển Đông, ít hơn mức trung bình của cùng kỳ nhiều năm, 4 cơn đổ bộ vào Trung Quốc. So với trung bình cùng kỳ của 5 năm qua, số thảm họa do bão giảm còn 66% và thiệt hại trực tiếp về kinh tế giảm là 87%. Là giá trị thấp nhất so với cùng kỳ trong những năm gần đây. Kể từ tháng 7, nhiều nơi ở lưu vực sông Dương Tử đã bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao liên tục và lượng mưa ít và cháy rừng thường xuyên xảy ra. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!